Rồi, Vi ơi, mẹ thấy có nhiều thanh long lắm. Mẹ ở ngoài đây là nó chín hết rồi, hai đứa đi hái với mẹ không? Đi, đi đi đi. Ngay ở bên đây à, chờ mẹ tí, mẹ lấy cái rổ lại nhá. Thanh long chín nhiều lắm. Bước lên. Rồi, cúi cúi cúi. Mẹ thấy chưa? Quá nhiều thanh long quá. Đấy, chín nhiều ở trên cao còn mấy quả mà mẹ không lấy được. Rồi hai chị em đứng đây nhá. Để mẹ hái. Cái tay màu đỏ. Đi lại đi leo cây rồi. Cái quả màu đỏ nha. Cái quả màu xanh nữa. Quả màu xanh đang xanh làm sao mà ăn. Nè. Quả màu tiên nữa. Kiếm. Nè. Cho con bỏ vào rổ. Tí tích nhiều thầy á. Ừ, cây này nhiều kiến quá. Tí tích nhiều bình này á. Đúng rồi, tí ra ngoài đây. Ê ơi, tí ơi, cây ở trên đấy nhiều kiến lắm. Xuống đây đi con. Xuống đây đi. Nè, con cầm lấy. Tí thu hoạch nhiều quả thế. Ui à. Đâu? Này, mẹ cho con một quả nữa nè. Đi vào đây con. Đi vào đây. Ui ui ui. Còn nữa ông ta. Cao quá nhỉ. Còn chất nhiều. Ở xa xa á. Mấy quả đấy cao lắm. Ở trên cây còn mấy quả nữa. Nhưng mà cao lắm con ạ. Không lấy được. Ui bên kia còn mấy quả kìa. Bên kia còn mấy quả cao chưa gấu kìa. Xem nè. Chín đỏ hết rồi nhưng mà nó cao quá. Thôi để lúc nào bắt ghế hái nhờ. Đi vô nhá. Vô nhà ăn nhá. Đi vô đây mẹ bưng đi nào. Con bỏ vô đây đi mẹ bưng cho nhá. Rồi thì ta đi vô trong nhà ta cắt ăn nhá. Đi thôi. Đi về đằng này thôi. Đây, ngồi đây cắt ăn luôn cho mát nhá. Ừ. Thế con chạy vào trong kia con lấy hộ mẹ cái đĩa kìa. Mẹ để ở gần cái loa ấy. Rồi, đi ra đây. Ui, đi ngồi lại đây đi. Đi lại đây. Cắt quả to nhất nhá. Được con ngồi lại đây. Ngồi sang bên đây. Cắt hết cái này đi cho nó đỡ vướng nhỉ. Thanh long đỏ ngon cực kỳ. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng, màu trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay. Thì cháu vừa ngửi, cháu biết bà vui. Ok, hay quá. Còn bài nào nữa không? Hát cho mẹ nghe với. Bồ tôm bự chỉ ra hai trái chanh. Dặn quá có cọc 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 dặn khổ nước cháu bị bà bị bom lúc ngay mờ ai tánh cho hô. Hô luôn. Wow, thấy đỏ chưa? Nào Titi ngồi lên đây để mẹ cắt cho nào. Cắt xong lại nhá. Cắt thái tinh hồng cho con đi. Ừ, để mẹ cắt xong rồi mẹ lấy cho chị em anh Titi ngồi thẳng lên con. Ngồi thẳng lên để mẹ cắt nào. Con nắng này. Rồi, ok con lấy đi. Cẩn thận. Rõ hết tay luôn. Thôi ăn đi để tí nữa vô ra rửa nhá. Này mẹ cho một tí một miếng chắc này. Ăn này thì đỏ hết miệng luôn. Nào nào. Đây bỏ vỏ vào đây con. Đây đây mẹ bỏ cho. Cắt thêm quả nữa rồi ba mẹ con ngồi ăn luôn nhá. Dạ. Ăn hết. Gấu không hát bài thơm ngon mời bạn ăn nha. Hả? Hát bài đấy trước khi ăn chứ. Đi ngồi gần lại chị ăn đi con. Đấy, ngồi đấy. Nào con ngồi quay lại đây nào. Đi ngồi quay lại đây cho mẹ nào. Đi ngồi xịt lại đây. Mẹ thích ngồi lên người mẹ à. Gấu ngồi xịt lại đây con.
Để mẹ lấy cái dây vòng nó cho Ti Ti này. Nào Ti ngồi xuống đây đi. Ti ngồi xuống đây mẹ cắt cho dễ nào. Ti ngồi xuống đây nào. Ti Ti, Ti ngồi xuống đây nào. Rồi con ngồi đấy thì mẹ cắt cho dễ nha. Ngồi đây đi. Ngồi đâu? Ngồi chỗ báo. Nè, Thanh Long này. Ti ngồi chỗ em đi. Thanh Long này không tưới được nên là quả nó hơi nhỏ ấy. Mẹ cho Ti này. Gấu chưa ăn hết à? Mẹ mời hai chị em ăn nha. Trái cây của nhà đấy nhờ. Ui rớt. Sao vậy? Ăn đi. Mẹ. Cái miệng gấu kìa. Bận tay. Bận tay tí nữa đi rửa. Đừng có ấy, mẹ ăn miếng nhỏ cho hai chị em ăn miếng to nha. Miếng này nhỏ cắn phát hết. Ti ăn no chưa? Ti ăn 4-5 miếng luôn đấy. Ngon nhở? À mẹ xin con nha. Rồi hai mẹ con ăn chung, con ăn đi. Mẹ Ti ăn tụng bịt mồm. À bịt mồm à? Ti nhìn gì vậy con? Ti thấy con gì ở trên đấy sao á? À có cái con kia đang bay trên kìa. Ti Ti trèo lên lấy thử mẹ xem nào. Ti Ti leo lên được không? Con cái con nào? Bạn đang bay ở trên kia. Ti Ti con leo lên trên đấy được không? Con leo lên mẹ xem nào. Leo được không? Ti Ti đang tìm đường để leo lên đấy. Đây này, con leo đường này nè. Thôi kệ nó đi con, đi lại đây ăn đi. Ti ơi, Ti. Đi lại đây ăn đi, ngồi đây mẹ nào. Không leo được đâu. Đường đấy, cửa có cái chỗ bám đâu mà. Đi lại đây. Ti, gấu ơi con đừng bóp nát đâu con. Con ăn đi. Con bị bệnh rồi. Đây đi này, đi. Đây này. Thôi đi lại đây ăn đi con. Ti ơi. Lại ăn xong nào. Ngồi đây ăn xong lại nhá. Đây này cái miếng chị gấu bóc ra đây này. Ăn xong rồi tí nữa chơi tiếp nhá. Ba mẹ con phải ăn hết nhá. Trời ơi nó đỏ hết tay mẹ luôn. Chị gấu ngồi bóp như thế con. Ăn đi. Không bóc bỏ. Không cần bóc đâu. Vừa ăn vừa bóc là được. Cái mắt đỏ hết rồi. Cái mắt đâu? Cái mắt đây nè. Nhưng mà cái mặt của con, cái miệng của con đỏ hết rồi. Cái miệng của Ti Ti cũng đỏ hết rồi. Trời ơi Ti Ti bám lên cửa kìa. Cái tay kìa. Đi lại đây Ti. Lại đây ăn nó xong mày rửa tay rồi chơi đâu chơi nhanh lên. Ti vô đây. Đi lại đây với mẹ. Đấy sao lại vứt ở đấy. Con lại con lấy con ăn nào. Lại lấy cho mẹ nào. Đi lấy con lấy lại đây.